nào hắn, đứa nào hắn. Ôi, vậy mà quy hắn tuổi rồi, quy hắn tuổi rồi. Lên làm tiếp, làm tiếp. Đúng rồi. À, quy chưa gì hết, quy tuổi rất là quay. Quy đang gian quá à. Rồi. Chào mọi người nha. Bữa nay ba Tấn nằm đây cho tuổi làm cameraman quay cho ba Tấn nha. Quay cho đẹp nha. Con quay quay đồ nha. Không, đồ rồi, quay rồi. Ông quay quay đồ cái. Quay đồ đi quay. Ông mấy giây ba? 60 giây nha. Rồi, 60 giây nha. Chào mọi người nha. Kính chúc mọi người bữa nay vui vẻ nha. Tối nay chở quay cho tuổi đi khu vui chơi nha. Đây. Khu vui chơi nha. Thôi quay xa ra đừng quay sát, quay sát xấu lắm. Đây dạ. Chào xong luôn rồi. Tuổi làm gì vậy tuổi này? Thấy bao không? Quay gì vậy tuổi? Quay gì vậy? Tắt. Thì tối nay chở Quy với tuổi đi khu vui chơi phát triển tư duy 2 ươm mầm trí tuệ nha cả nhà. Ở số 259 Lê Hồng Phong, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương nha cả nhà. Đây, mời cả nhà nha. Thứ sáu nha, tối chở Quy với tuổi đi nhà bên nha cả nhà. 70.000 một vé nha. Đây ở trong nhà banh luôn nha. Đây 70.000 một vé nha. 70.000 một vé nha. Đó. 10 vé tặng vé. Hai nhóm rồi. Chở con vô đây cái nằm hận nha. Ôi, ôi, rồi sao nó qua được đây? Sao qua được đây? Ôi, té con. Ôi. Rồi. Ba. Rồi. Ba đang quay phim sao đẩy? Kêu quay đẩy ơi. Ủa, mấy con gần đây không? Vậy. Vậy vậy giờ chừng nào rảnh mở YouTube coi nha. Quay con đẩy em đi quay. Con đẩy em đi. Rồi đẩy mạnh coi, đẩy mạnh coi. Rồi tuấn ngồi, tuấn ngồi quy đẩy. Đó. Đó. Ơi. Rồi. Rồi tự quy cho được không? Rồi. Ô, quy cho được mà tuổi nào không, tuổi không biết chơi mà. Đâu đâu tuổi nó tự tuấn cho coi. Muốn ra là kiểu nào vậy? Nó chuột cái kia kìa tổ. Chuột gì? Chuột cái kia kìa. Nè tổ lên mà đẩy không? Rồi 1, 2, 3. Rồi vậy chưa? Đừng đừng từ từ. Làm cho chắc đi, ôm cho chắc vô. Rồi chưa? Được không? Được không? Được không? Được không? Té luôn. Qua bên đây chơi nè tổ. Tổ đồn đây.
Như vậy. Đã lắm nhìn rồi. Như vậy. Từ từ. Chưa. Đứa nào hắn. Ơi, vậy mà Quy hắn tuổi rồi. Lên làm tiếp. Đâu rồi? À, Quy chưa gì hết, Quy tụt rất là quay. Quy đang gian quá à. Rồi. Hai đứa chơi gì đó cho ba nghe coi. Chơi nấu ăn. Rồi nấu đi. Bắt nước. Thịt tương ớt vô. Nấu lại. Chín chưa? Mau dữ ẹ. Bếp ga chưa sôi cái chín rồi. Vậy nè tổn tổn đâu không chịu qua đó rồi Quy ơi, con chơi trước đi, con chơi gì hả? Sữa hả? Đó, xây đi. Đâu biết. Quy ơi, vậy thôi khỏi đi, ba muốn cần quen muốn cần xu thôi, không có xu xu gì hết á, con biết nhiêu đứa 70.000 rồi đó, đổn đứa 70.000 rồi đó. Chơi đàng hoàng, lái xe đổn à, chơi
chuộng xe cho chọn xe cái mình xúc hạt đi, cái chở đi giao. Tuấn lấy giá này, con lấy mấy giá xúc nè, có quá trời giá nè. Đó đi giao hàng. Lấy thôi cho nhanh. Từ từ thì cái chơi ít chưa gì hết, máy nó vô kìa. Rồi đi giao hàng đi. Trời, nó đẩy đi đi, không có bánh cũng đẩy được mà, đẩy đi. Đó, đúng rồi. Rồi, giao hàng xong chưa? Từ từ nè anh. Ôi, em lẹ quá. Rồi, bốn đứa tụt xuống. Rồi, xuống, bốn đứa xuống nè. Sao con không tụt mà con hạ bóng luôn mà. Quy cây tại ai của Quy? À Tuấn, tụi bé Tuấn. Mọi người nha, bữa nay ba Tuấn nằm đây cho Tuấn làm cameraman quay cho ba Tuấn nha, quay cho đẹp nha. Con quay Quy đồ nha. Không, đồ rồi, quay đó. Ông quay Quy đồ cái quay đồ đi Quy. Ông mấy giây ba? 60 giây nha. 60 giây nha. Chào mọi người nha, kính chúc mọi người bữa nay vui vẻ nha. Tối nay chở Quy cho Tuấn đi khu vui chơi nha. Đây, khu vui chơi nha. Thôi quay xa ra, đừng quay sát, xấu lắm. Đây dạ. Rồi, xong luôn rồi. Tuấn làm gì vậy Tuấn ơi? Thấy ba không? Quấy gì vậy Tuấn? Quấy gì vậy? Tắt. Khu hướng nghiệp vui lòng không mang ra ngoài. Khu vực đầu nạn.
khu vực ô tô cũng đông. Đón này, đón chúng ta chơi với Quy cái đó kìa. Rồi đẩy đi, đẩy đi Quy. Văng luôn kìa. Đó. Rồi chơi trò này nữa giờ nha. Nữa. À, chơi cái nó dài nè. Nhảy có đua nè. Ôi sao lâu rồi Tuấn? Lâu rồi ơi. Đó chờ đó thôi, tôi chờ đó thôi. Nãy Quy đu được hàng mấy? 4. Tuấn đu được hàng mấy nha? Ủa sao đụng ta không mẹ? Con chưa lướt được ai hết hả Tuấn? Con đang đứng cuối luôn á. Mạnh lên. Lên. Rồi, xe ơi đâu rồi? Hạng tư. Hạng tư cho anh quay luôn. Hạng tư còn cho em cái này. Nó cho em nữa nha. Cái gì đi. Cái này nó chuyện thủ tí ba. Nhớ chứ chứ gì lỡ đó. Bây giờ hai đứa thi nha, hai đứa nào chơi giỏi hơn nè. Bỏ lại cho ta từ đầu đi. Quay.
Rồi. Rồi nè. Nè. 1 2 3 bắt đầu. Đứa nào đạt 10 con trước là hắn nha. Bên con quá trời, con không chơi mà đi đâu vậy Tuấn? Rồi quay chuẩn bị hắn rồi nha. Con. Tuấn được mấy con rồi? 9 con. 8 con. 10 con. Quay hắn tuổi rồi. Chơi lại. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi cho tuổi luôn đi quay. Rồi. Vậy tổn thua luôn hả? Hả? À tổn thua nữa. Tổn chơi dở quá. Con hư hoài vậy? Con hư hoài vậy?
Tuấn đang tính hôn không rồi Tuấn? Quy, ra ngoài lấy xu, ra ngoài xin xu chơi. À, đúng rồi.